mối duyên tuổi sầu từ khi bước chân qua cầu. Đời người được bao lâu mấy ai thoát cơn bể dâu. Phận gái tuổi còn xuân mà ngày vui có bao nhiêu lần. Ngày nối dài đêm thâu phận em biết trôi về đâu. Ai buông đàn mấy câu xót xa tiếc cho tình ta. Phòng đơn chiếc lẻ loi, người thương đã đi xa rồi. Thao thức bao đêm dài tâm tư này tỏ bài cùng ai. Đèn leo lắc ngoài sông, từng cơn gió mưa trong lòng. Đêm gối chân một mình, người người ơi nỡ sao vô tình. Quệ Ân không biết, chỉ vì chuyện đi ra ngoài cuối năm ở Đà Lạt lại khiến cho Trinh Trinh giận Quệ Ân nhiều như vậy. Nếu mà Quệ Ân biết trước đó thì Quệ Ân chắc chắn sẽ không rủ Trinh Trinh đâu. Nhưng mà cũng đã hơn 7 năm rồi mà sao Trinh Trinh không hết giận Quệ Ân đi? Tai nạn xảy ra là ngoài ý muốn, Quệ Ân đâu có lỗi gì. Mình cũng quá cố chấp rồi, không nên trách Quệ Ân, cũng không nên cho Quệ Ân biết chuyện này. Bằng không Hoài Ân sẽ rơi rớt rồi tự trách. Trinh Trinh đừng có giận Hoài Ân nữa nha. Trời không giận nữa. Trinh Trinh à, nếu không được đến với nhau bằng duyên nợ thì mình vẫn coi nhau là bạn bè tốt được không Trinh? Dĩ nhiên rồi. Nhưng mà Trinh Trinh cho Hoài Ân hỏi câu này nha, nếu có gì sai Trinh đừng giận Hoài Ân mà bỏ qua nha. Trinh hẹp lòng với bạn bè vậy sao? Vậy Trinh cho mình hỏi là Trinh có thật sự hạnh phúc ở bên chồng không? Chuyện này sao Huệ Ân hỏi vậy? Không, Huệ Ân chỉ muốn quan tâm bạn bè thôi. Trinh hạnh phúc lắm. Em thì ra cô cũng năng động và có tài giao tiếp hơn tôi tưởng. Mới đó mà có bạn cà phê rồi, cô giỏi thiệt. Không đâu, anh hiểu lầm rồi. Huệ Ân là... Tôi là Huệ Ân, bạn cũ của Trinh Trinh. Nhưng mà cũng không phải là bạn mới của anh đâu. Hôm trước tôi đã cấp cứu cho má anh, anh còn nhớ chứ? Tôi quên, thì ra là bác sĩ Huệ Ân, người đã mở phòng mạch ở đầu đường chặn hết khách của tôi đây mà. Trinh Trinh, cô cũng giỏi thiệt, biết lực đối thủ cạnh tranh của tôi mà quen. Chuyện này em cũng vừa mới biết thôi anh. Trong xã hội này muốn có tiến bộ thì phải có sự cạnh tranh, cạnh tranh lành mạnh một cách công bằng thì cũng tốt chứ. Hay là chưa gì mà anh đã sợ? Anh nói sao, lý do gì tôi phải sợ? Mình về đi anh. Thôi đi anh, hai người cứ về đi, chầu này tôi sẽ trả. Tôi không khách sáo đâu, cảm ơn. Mình vẫn thấy cuộc hôn nhân của Trinh Trinh có cái gì đó không được ổn. Cô ngồi đi, tôi có chuyện muốn bàn. Tôi biết nếu bây giờ mà tôi đòi ly dị, cô sẽ khóc lóc năn nỉ, gặp má tôi âu ỉ đủ điều, rồi má tôi sẽ ngất xỉu, đem chứng bệnh tim ra đây gây áp lực cho tôi.
Và cuối cùng tôi cũng phải chịu thua như bao lần đã thua trước đây. Chính vì vậy lần này tôi sẽ không làm những chuyện dư thừa vô bổ nữa. Cô biết ích kỷ, bảo vệ danh giá gia đình của cô, thì tôi cũng phải ích kỷ, nghĩ tới hạnh phúc của mình. À, hôm trước tôi có đề nghị, nếu như mà cô chấp nhận ly dị, tôi sẽ trả lại toàn bộ số tiền ba má cô tài trợ mở tiệm thuốc. Nhưng mà cô không chịu. Vậy thì bây giờ tôi muốn hỏi cô ngược lại, cái giá cô phải trả cho cuộc hôn nhân này là bao nhiêu? Em chưa hiểu lắm. Tôi muốn thương lượng, muốn cô ra một cái giá cho sự hy sinh của tôi và già Thảo, để mua tôi đây một người chồng hờ cho danh giá gia đình của cô. Cô trả giá là bao nhiêu? Cô nói đi. Em không biết. Anh muốn bao nhiêu thì anh cứ nói. Cô muốn tôi trở thành một người đàn ông khốn nạn sao? Được. Vì già Thảo, vì đứa con trong bụng của cô ấy, tôi chấp nhận xấu xa. Được chưa? Già Thảo đã mang thai rồi hả anh? Phải, cô ấy đã mang thai. Và cô ấy rất cần được sự chăm sóc, được sống trong một môi trường tốt nhất. Cô có hai sự lựa chọn. Một là ly dị, và tôi sẽ trả lại tất cả tài sản cho cha cô. Hai, cô đưa cho tôi 20 cây vàng. Chuyện này em... Cô không cần phải trả lời gấp. Từ hôm nay cho đến sáng mai cô có 12 giờ. Cô cứ suy nghĩ đi. Còn bây giờ cô đi soạn đồ cho tôi tắm đi. Dạ. Mình đang trở thành một thằng khốn nạn. Nhưng nếu không làm như vậy, mình sẽ mất già Thảo vĩnh viễn. Trình Trình, con đường này là do cô chọn, không phải tôi ép cô. Dám tới đây giờ này vậy hả? Hả? Bộ anh muốn em trở thành đứa con bất hiếu hả? Hôm nay anh đến gặp em không phải là để tâm tình. Anh đến để báo cho em biết một tin vui. Yêu cầu của má em anh đã thực hiện được rồi. Nè, em coi đi. Trời ơi, giấy chứng nhận ly dị hả? Như vậy là ly dị rồi hả? Nhưng mà giả. Em nghĩ sao? Má của anh đâu có dễ dàng cho anh ly dị Trinh Trinh. Nhưng mà giả là sao? Vì má của em đã ra tối hậu thư là anh mà không ly dị vợ là không được đến gặp em nữa. Cho nên là anh phải làm cái này để đối phó. Làm như vậy là gạt má đó. Bất đắc dĩ anh mới làm như vậy thôi. Em nói như vậy, không lẽ là em không muốn sống bên anh, không muốn con của mình sinh ra đủ cha đủ mẹ sao? Nói cái gì vậy? Sao mà em không muốn sống bên anh chứ? Nhưng mà làm vậy á, lỡ má phát hiện ra thì sao? Em coi đi, cái này á là do anh đánh máy. Còn con dấu này, anh có đứa bạn nhờ nó đóng giùm. Má của em ở dưới quê ít thấy giấy này nên không có phát hiện ra đâu. Nhưng mà có tờ đơn ly dị thì sao? Lỡ như má bắt anh phải qua hỏi cưới em rồi má mới cho tụi mình ở chung thì sao? Chính vì vậy nên anh mới đến đây gặp em để bàn nè. Bây giờ em vô hỏi má là ngày nào anh có thể đưa gia đình anh đến đây hỏi cưới em được.
Hả? Gì? Cưới em hả? Ừ, đúng rồi. Một đám cưới không lớn nhưng long trọng, có đủ mặt người lớn nhìn nhận. Anh nghĩ là má em sẽ chấp nhận. Trời ơi, anh Khải ơi, em hỏi thiệt nha, bữa nay anh có bị vấn đề gì không vậy? Làm sao mà má anh có thể chịu qua gặp má em được chứ? Bây giờ anh hỏi em có chịu tin anh không? Sao anh nói gì em cũng không tin hết vậy? Thôi đi. Nè, bây giờ không sao trăng gì hết, cứ làm theo lời anh là được. Vậy nha. Ờ. Thôi, vô đi, má biết được. Viện cho anh với em đó. Rồi rồi. Ê, cho luôn cái. Ê. Anh về nha. Nói thiệt nha, từ ngày cô lên giường ngủ chung với tôi thấy bực mình quá. Anh bực mình chuyện gì? Mất hết tự do chứ còn gì nữa. Phòng của tôi muốn cởi trần, tôi muốn ngủ nằm kiểu gì là chuyện của tôi. Từ lúc có cô ở đây, mất hết cả tự do, lúc nào cũng phải dè chừng cẩn thận. Đã đi ngủ mà còn phải mặc áo. Tôi không thấy quen chút xíu nào. Thì anh cứ coi là không có em đi. Được hả? Hay là cứ phải chứng kiến cái nhăn mặt, cái quay lưng của cô. Nè Trinh. Dạ. Nè Trinh, cô đã quan hệ với đàn ông rồi mà sao cô cứ giả bộ e dè mắc cỡ là sao? Hả? À, thôi, không nói chuyện này nữa. Nè, nói cho tôi biết đi, hôm qua tôi nói với cô sao? Cô nghĩ tới đâu rồi? Dạ, em đã nghĩ thông rồi anh. Vậy cô tính sao? Em không thể ly dị với anh được. Nên em sẽ đưa anh 20 lượng vàng. Nhưng mà ở đây em không có tiền mặt, cũng không có vàng miếng. Em chỉ có... Cái gì đây? Đây là bộ nữ trang cưới mà bà ngoại tặng cho má em, rồi má em tặng lại cho em. Nó không chỉ có giá trị về vật chất mà nó còn là kỷ niệm truyền thống của gia đình em. Giao nó cho anh, em cũng tiếc lắm. Tiếc thì giao chi? Vì em quý cuộc hôn nhân này, em không muốn mất anh. Em không muốn mất anh, cô không muốn mất tôi. Cô nói như thể là cô yêu tôi lắm vậy đó. Cô đã nghĩ kỹ chưa? Dạ, em suy nghĩ kỹ rồi. Không hối tiếc chứ? Dạ không. Nếu má tôi không ép và đẩy tôi và già Thảo đến bước đường cùng thì tôi cũng không cần phải hành động như một kẻ đốn mạng như vậy. Nhưng rõ ràng trong chuyện này tôi không có ép uổng gì cô. Tôi đã cho cô lựa chọn, cuối cùng cô đã chọn cách đưa tiền để đổi lấy danh dự cho gia đình cô, cho bản thân cô. Cô không trách được tôi. Em không trách anh. Tốt. Nhưng tôi nói trước, chuyện này cô không được phép nói cho má tôi biết. Em hứa sẽ không nói. Thôi được rồi, cô ngủ đi.
đem di vật kỷ niệm của bà ngoại để đổi lấy sự bình yên cho gia đình. Má và ngoại đừng giận con nha. Đám cưới? Dạ, nhưng mà không có lớn đâu chị, chỉ là vài mâm ra mắt gia tiên thôi à. Lớn nhỏ không có thành vấn đề, quan trọng là Thế Khải chịu ly dị vợ để cưới em là được rồi. Dạ. Có chắc là ảnh ly dị vợ không đó? Dạ thiệt mà chị, giấy ly dị có mọc đỏ hẳn hoi, mình đâu có làm giả được đâu. Có lẽ trong số 100 người phụ nữ bị gạt tình thì em là người phụ nữ may mắn nhất đó. Dạ em cảm ơn chị, tất cả là cũng nhờ chị chỉ dạy cho em á. Mà với lại cũng nhờ chị, bây giờ em có một căn nhà đứng tên em đàng hoàng luôn. Sao? Thế Khải chịu mua nhà cho em đứng tên? Dạ, ảnh đi mua nhà cho hai đứa. Nhà nhỏ thôi, chị biết không, ban đầu em nghĩ vợ chồng ai đứng tên cũng được, nhưng sau khi em nghe chị Tiết Ngân nói nắm dao là mình phải nắm đằng chui, cho nên em kêu với anh Khải cho em đứng tên, mà em chưa nói hết câu là anh chịu liền à. Đúng là số hưởng mà, có bầu trước mà còn được người ta mua nhà cho, ganh tị thiệt. Phần trang điểm cô dâu, chị hứa là sẽ kêu người làm cho em, bảo đảm hôm đó em là cô dâu đẹp nhất. Chị hứa hay chị hen, em cảm ơn chị. Chào bà chủ. À, chào cậu. Cậu muốn mua hay bán vàng vậy? Tôi muốn bán. À, phiền cô kiểm tra số nữ trang này đáng giá bao nhiêu. Em đẹp lắm. Chị bảo đảm chút nữa Thế Khải mà nhìn thấy em sẽ ngẩn người và kinh ngạc. À Thắm nè, em lấy gương cho Dạ Thảo ngắm đi. Dạ. Chị không cần đâu, em tin tưởng vào tay nghề của chị mà. Chị Hằng biểu dòm á thì dòm đi, làm bộ làm tịch nữa. Đẹp quá, em nhìn không ra em luôn, vừa lạ vừa đẹp nữa. Em cảm ơn chị nghe. Ơn nghĩa gì mà em cứ nhắc lại hoài, thấy em được hạnh phúc là chị vui rồi. Cái mặt á thì đẹp thiệt, nhưng mà cái bụng bầu thì che kiểu nào đây, nín thở hoài chịu nổi không? Bởi vậy thế nào thiên hạ người ta cũng xì xầm chỉ trỏ cho bà coi. Thắm à, em đừng có nói như vậy, xì xầm thì có chết gì đâu. Thảo à, em không cần bận tâm lời nói của thiên hạ, vài ngày rồi họ cũng quên thôi. Ai ở không đâu mà nói hoài. Không sao đâu chị, được làm vợ của anh Khải là hạnh phúc nhất đời em rồi. Ai có nói gì em cũng mặc kệ. Ừ, Dạ Thảo á thì có thể bỏ mặc được lời nói của thiên hạ, nhưng còn dì Năm không có được đâu. Không được về quê làm đám cưới, không được gặp họ hàng, chắc dì Năm buồn lắm phải không dì Năm? Dì Năm? Dì Năm? Ờ, con nói gì con? Con nói dì Năm á, sao dì Năm tự giờ ngồi buồn quá vậy? Bữa nay là đám cưới của Dạ Thảo, dì Năm không có vui hả? Đám cưới không có một người thân quen, vui sao được mà vui con. Đó, chị thấy chưa, em nói có sai đâu, dì Năm đâu có vui chút nào đâu. Không nhắc thì thôi, càng nhắc càng nghe nhói trong lòng. Ai đời có nhà cửa đàng hoàng mà không thể về tổ chức đám cưới cho nở mặt nở mày với bà con, có cái bàn thờ gia tiên mà cũng không về nhà lại được. Má, con xin lỗi má. Xong hết chưa? Đàn trai sắp tới rồi kìa. Xong hết rồi chị. Nếu mà xong hết rồi á thì lát nữa xuống với chị, nghe mấy đứa nhỏ nói đàn trai người ta tới ngoài cổng rồi đó. Sớm vậy hả chị? Ừ. À mà chị quên nữa, em á phải ngồi ở đây đợi đàn trai trình xong lễ vật rồi em mới xuất hiện.
Dì Năm ơi, con mời dì xuống lầu tiếp đàn trai nha dì. Dì Năm à, thôi ráng chút nha dì. Dù sao thì hôm nay cũng là ngày vui của em Thảo mà. Thắm nè, em vào trong kêu mấy đứa nhỏ lo nước nồi quà bánh, đem ra ngoài tiếp khách giùm chị. Dạ, em biết rồi. Mình đi nha dì. Dì Năm, mình đi dì Năm. Hôm nay chị thấy em đẹp lắm. Em được như ngày hôm nay là cũng nhờ chị với chị Nguyệt Hằng thương em. Em thấy nếu không có chị với chị Nguyệt Hằng, một mình em với má, em không biết phải làm sao hết. Ơn nghĩa này. Em đó, em cứ vậy hoài à. Mở miệng ra là cứ ơn với nghĩa. Em có muốn á, chị giận em không? Đã nói á, là coi nhau như chị em rồi mà, không được khách sáo nữa nghe chưa? Em biết rồi, tại em vui quá nên em mới nói vậy. Nếu chị không thích thì sau này em không nói nữa đâu. Đó, như vậy mới ngoan chứ. Em ngồi ở đây đi, để chị ra ngoài xem chú rể tới chưa nha. Dạ. Đám cưới, hôm nay là đám cưới của mình. Má ơi, má có biết là để con được đám cưới này, con với anh Khải phải lường gạt má. Chẳng qua là tại vì tụi con quá yêu nhau. Má ơi, má đừng giận con nha má. Thảo, dì yêu em, vì hạnh phúc của hai đứa mình, anh đã bất chấp hậu quả. Thảo, anh đã làm như chị già, thì bây giờ chuyện gì anh cũng dám làm. Anh nói cái gì em không hiểu gì hết trơn á. Anh nói cái gì mà giả giả thiệt thiệt hả? Là vậy, anh sẽ bỏ ra một số tiền lớn và một người khác đóng vai má của anh và cả em gái của anh nữa. Rồi lỡ má biết được thì sao? Làm sao mà biết được? Má của anh chưa bao giờ gặp má của em. Anh sẽ dặn mọi người cẩn thận ý tứ, chuyện rất nghiêm túc, làm sao mà biết được? Không thể nào đâu. Giờ này chắc anh Khải đã rước cô dâu về tới nhà rồi. Đêm nay anh sẽ không về nhà. Mình có nên nhờ má bắt anh Khải về với mình không? Hay là cứ ngoan ngoãn làm theo lời của anh dặn? Nè Trinh Trinh, uống giùm tôi hai bộ này đi. Dạ. Nhớ uống cho kỹ nha. Đồ này tôi sẽ mặc đi rước dâu và đại khách trong đám cưới ngày mai đó. Ngày mai? Mai là đám cưới của anh với Dạ Thảo rồi sao? Cô còn sao vậy? Tôi đã thông báo cho cô biết trước cả tuần rồi mà. Cô làm gì có vẻ bất ngờ quá vậy? Em không thấy bất ngờ, chỉ là em không nghĩ nó lại nhanh như vậy. Tôi biết, đã có cô là vợ rồi mà bây giờ đi cưới vợ khác có vẻ rất quan đường.
là chồng mà đi nói chuyện này với vợ thì có vẻ quá tàn nhẫn. Nhưng mà chuyện này là cho cô lựa chọn, không phải do tôi. Cô tự nguyện cam tâm làm vợ hờ của tôi để đem lại bình yên danh dự cho gia đình cô thì cô không thể nào trách tôi được, đúng không? Dạ, em không dám trách anh. Còn một chuyện nữa, tôi muốn nhờ cô giúp tôi. Tôi không thể bỏ mặc nhà Thảo một mình trong đêm tân hôn được. Cho nên tôi muốn nhờ cô tìm một lý do nào đó nói với má giúp tôi. Vậy anh có quay về? Đêm tân hôn tôi muốn ở lại với nhà Thảo. Ôm mối duyên tuổi sầu từ khi bước chân qua cầu, đời người được bao lâu mấy ai thoát cơn bể dâu. Tiếp tay chồng để giúp chồng có đêm tân hôn ngọt ngào với tình địch, mình đang làm cái gì vậy? Điên khùng hay là ngu ngốc? Ai buông đàn mấy câu xót xa tiếc cho tình ta. Phòng đơn chiếc lẻ loi, người thương đã đi xa rồi. Thao thức bao đêm dài, tâm tư này tỏ bài cùng ai? Dạ, con mời má dùng trà. Có chuyện gì mà hai đứa quan trọng quá vậy? Dạ thưa má, ngày mai gia Thảo chính thức là vợ của con. Ly trà này con muốn cung kính dâng cho má, là muốn cảm ơn má đã sinh ra vợ của con. Con biết là má không hài lòng lắm cuộc hôn nhân của con và gia Thảo, nhưng con mong má thương và hiểu cho hoàn cảnh của tụi con. Con hy vọng là sau khi uống ly trà xong, má sẽ tha lỗi cho tụi con. Nói má không hài lòng việc đám cưới này là con nói sai rồi. Con gái của má trót dại, bụng mang dạ chữa, vậy lại còn được bà thông gia thương tình tổ chức đám cưới đàng hoàng, lại cho nhà cao cửa rộng như vậy. Má còn đòi hỏi gì hơn? Má chỉ chạnh lòng một chút thôi là không tổ chức được đám cưới ở quê nhà. Con với con Thảo không lại được bàn thờ gia tiên ra mắt ông bà. Nhưng bây giờ má suy nghĩ lại rồi, má cũng đỡ buồn. Ông bà trên cao chắc cũng hiểu, chắc cũng không trách phạt đâu con. Dạ, má cứ yên tâm, đợi mọi chuyện ổn định, thư thả, con với Thảo sẽ về quê ra mắt ông bà. Con sẽ thành tâm cầu xin ông bà tha thứ cho tụi con. Mới đầu thấy con Thảo có bầu, má không có thiện cảm với con cho lắm. Má cứ nghĩ con là đứa không đàng hoàng dụ dỗ con gái má. Nhưng hôm nay nhìn thấy con chân tình lễ nghĩa, thương con gái má thiệt lòng như vậy, má mừng lắm. Dạ, con cảm ơn má đã thương và hiểu cho con. Con hứa với má là sẽ yêu thương, chăm sóc cho Thảo đến suốt cuộc đời này. Được như vậy á, má mừng lắm. Tôi chết rồi. Anh xin lỗi em, tại tụi bạn anh nó ép quá nên anh cũng quên. Chứ ai đời nào chú rể lại bỏ mặc cô dâu trong đêm tân hôn lạnh lẽo như vậy. Anh xin lỗi nha, anh đền cho em liền ha. Thôi đi. Thôi mà, đâu có gì đâu. Em đâu có trách anh cái chuyện mà bỏ em trong đêm tân hôn. Trời ơi, tụi mình sắp có con rồi, chứ đâu phải lần đầu tiên đâu mà quan trọng. Nhưng dù sao
Đây cũng là đêm đầu tiên mình chính thức ở bên nhau, không bị cấm đoán, không phải lén lút phập phòng. Em cảm giác thiệt an toàn khác lạ. Thôi. Trời ơi, em biết là anh đã cố gắng về em nhiều lắm. Biết thì thể hiện bằng hành động cho anh thấy đi, đừng có nói suông. Nhiều chuyện ghê. Được chưa? Được. Nè, sao em không ngủ đi? Còn lo lắng chuyện gì sao? Không phải là lo lắng, mà là em nghĩ tới chuyện mình đề nghị với má hồi chiều. Em lo lắng má không đồng ý phải không? Chuyện này anh thấy không có gì lạ. Lúc vừa mới đề nghị là anh biết má không đồng ý rồi. Sao mà anh biết được? Bộ anh là thầy bói hả? Anh không phải thầy bói, nhưng anh hiểu được tâm lý của người già. Hay quá ha. Tâm lý người già. Đâu nói em nghe coi người già thích cái gì. Người già thường thích hoài niệm, sống về quá khứ, không thích xáo trộn. Má ở dưới quê mấy chục năm, quen đất quen người. Em quên hả? Căn nhà của má đang ở luôn luôn có hình bóng của ba. Hả? Rồi tự nhiên bây giờ nhất thời kêu má bỏ dưới quê lên đây, dễ gì má chịu, đúng không? Nếu như vậy, theo như anh nói là má sẽ không bỏ dưới quê mà lên đây ở với tụi mình, đúng không? Đúng vậy. Nhưng mà em yên tâm đi, má chưa chịu thì tụi mình thuyết phục má, từ từ rồi má cũng sẽ chịu thôi. Ý em không phải vậy đâu. Vậy chứ ý em sao? Ý em là mình đừng có ép má lên đây nữa. Má muốn ở dưới quê thì cứ để má ở dưới quê luôn đi. Em đúng là đứa con hiểu chuyện, biết nghĩ cho má lắm. Trời ơi, nắng gì mà nắng dữ vậy trời. Trời nắng như vậy chắc chết khô quá. Mà trời nóng như vậy lúa ở dưới sao mà sống nổi. Thôi đừng có cằn nhằn nữa, hạn bà chằn mà, uống nước mát nè. Hả? Nước mát hả? Ừ. Mấy bữa nay trời nóng ngực, cho nên thầy Tư kêu tôi nấu nước mát cho mọi người uống. Tôi lén đem ra cho anh uống đó. Ơi, trời nóng như vậy á, uống ly nước mát vô, đã ghê vậy đó. Không hiểu sao tháng 6 rồi đó mà ông trời không muốn chịu nhỏ một giọt mưa nào hết. Cái điều này chắc là hạn hán dài dài rồi. Bởi vậy tôi mới lo nè. Hạn bà chằn như vậy, lúa ở dưới á, thế này cũng sinh rầy cho coi. Không biết bà nội với bác ba có xoay sở kịp không nữa. Lo lắng vậy rồi, sao không chịu về luôn dưới đi. Ở trên đây chi rồi suốt ngày ngồi than. Ê mà nói nghe nè, phải công nhận nha, ở dưới quê mình hay lắm. Cứ hễ mỗi lần mà trời nóng mình nhảy cái đùng xuống sông là mát liền luôn á. Thôi, mà Thảo nói về quê, bộ muốn về là dễ lắm vậy đó. Mình phải nè, đón xe đò, qua phà, rồi băng qua đồng, tới mấy ngày mới tới. Làm như muốn về là về vậy đó. Ừ ha. Ê, mà cho hỏi này nè, quan trọng lắm luôn á. Sao sao? Ông đi lên đây làm á, mấy năm rồi chắc đủ tiền cưới vợ rồi phải không? Tiền cưới vợ tôi không cần phải lo, bà nội tôi lo hết rồi. Ôi, ghê nha. Lên đây đi làm không phải là để kiếm tiền cưới vợ. Vậy chứ anh lên đây làm gì? Trời, tôi lên đây là để á. Làm gì? Coi chừng Thảo chứ vậy. Vô gì? Mắc gì coi chừng tôi? Anh làm như tôi là con nít vậy đó, anh lo cho tôi. Mà tôi thấy anh nói ngược rồi đó. Tôi mới phải lo cho anh nè. Anh gì đâu lúc nào cũng lơ ngơ, đụng đâu như đó. Tôi, đâu phải tôi ngơ đâu. Mà tại tôi. Tại sao? Tôi không biết là anh tại sao, nhưng mà hễ mỗi lần tôi thấy anh á là coi như là anh không đụng cái này cũng bể cái kia hả? Kỳ lắm, anh dạo này kỳ lắm. Tôi không nói chuyện với anh ở đâu, tôi đi vô nấu cơm chiều đây.
bạn trai? Ừ. Của ai? Đương nhiên là của con rồi. Sao tự nhiên má hỏi ngộ vậy? Của con? Dạ. Thiệt không? Dạ thiệt. Nhưng mà sao mặt má nhìn giống như là không tin con vậy? Bộ con tệ tới nỗi mà không có nổi bạn trai luôn hả má? Không phải là con tệ, nhưng mà con còn đang đi học. Bây giờ con nói có bạn trai, hỏi sao má không giật mình? Nhưng mà người đó là ai? Nói cho má nghe. Đâu có ai xa lạ đâu má. Má cũng biết người đó đó. Ai? Thì là cái anh bác sĩ Hoài Ân bữa cấp cứu cho má lúc má xỉu đó. À, là cái cậu bác sĩ đẹp trai đó hả? Mà má cũng thấy anh đẹp trai nữa hả? Nhưng mà bác sĩ thì sao, cũng đâu có gì hơn con đâu. Ừ, con hỏi thiệt nha, má thấy anh Hoài Ân sao? Được không má? Ờ thì... Con à, nếu như sau này con có được tấm chồng có ăn có học như vậy thì tốt quá rồi còn gì. Nhưng bây giờ phải nghĩ chuyện học hành trước cái đã. Con cũng lớn rồi mà má. Mà đây á là lần đầu tiên con mời ảnh về nhà mình ăn cơm đó. Mời về nhà mình ăn cơm? Dạ. Khi nào? Chiều nay. Trời đất, chiều nay? Dạ. Sao vậy hả con? Sao mà con tính toán trước hết mọi chuyện không bàn với má vậy hả? Dạ con quên. Con cũng thiệt tình. Dạ anh cho hai chị. Hai chị muốn may gì ạ? Chị muốn may một vài bộ để mặc. Dạ mời hai chị xem mẫu. Mới hôm trước chị mới dắt em đi may mấy bộ đồ rồi, em còn chưa kịp bận. Hôm nay chị lại dắt em đi may nữa. Hay là mình đi mua quốc dông đi. Nè, không được. Chị muốn là em phải ở đây may đồ với chị. Chị rất cần em góp ý để mà mang một số mẫu đồ đẹp để mặc chị đi khoe với người ta nha. Nếu chị muốn may quần áo thì em sẽ ở lại với chị. Nhưng mà ở đây may áo dài không à, đâu có hợp với phong cách của chị. Thật ra hôm nay chị không phải muốn may quần áo. Không muốn may quần áo? Vậy chị tới đây làm gì? Vì có một chuyện chị cần phải làm sáng tỏ. Chị muốn làm sáng tỏ chuyện gì? Trinh Trinh à, tình cảm vợ chồng em đã ổn chưa? Dạ ổn. Sao tự nhiên chị lại hỏi em câu này? Không có gì hết. Tại chị lo lắng cho em nên mới hỏi vậy thôi. Thôi nè, em thấy cái áo dài này đẹp không? Thôi vô trong thử mặc cái này nha. Dạ chào anh chị. Ủa, anh đưa em vô đây chi vậy? Anh muốn dẫn em tới đây để may thêm áo bầu cho em. Chị à? Áo bầu em có rồi. Em nghe cái giọng mai này quen lắm. Chị cho tốn kém. Trời ơi. Ừ, chị cũng thấy quen. Mấy cái áo của em để mặc ở nhà, còn mai mấy cái áo mới thì để đi ra ngoài đường cho nỡ mặc nỡ mai. Thôi, em thấy mua đồ chuẩn bị cho con là được rồi. Mua cho con thì chuyện đương nhiên rồi, nhưng anh cũng muốn chăm sóc cho em để em đẹp hơn. Anh ừ? Anh thích con trai hay con gái vậy? Trai hay gái gì cũng được hết, miễn là con do em sinh ra thì anh đều thương hết. À, tôi muốn may mấy cái áo bầu cho vợ tôi. Có phải Thế Khải là chồng của em kia không? Dạ phải. Anh ta đang dắt một bà bầu đi sắm sửa quần áo. Trong thái độ của họ rất ân cần âu yếm. Em có biết điều đó không? Thật là quá đáng mà. Chị phải ra làm rõ mọi chuyện. Chị không. Đừng. Coi như em xin chị. Đừng. Đừng.
Thì ra là anh tới đây không phải là để ăn cơm với em, mà muốn kiếm cớ tiếp cận với chị dâu em đúng không? Ngờ được đâu, người còn anh còn dám gật đầu nữa hả? Anh có biết chị Trinh là vợ của anh hai em không vậy? Một nỗi đau. Chuyện đó thì anh biết. Anh biết mà còn dám lợi dụng tôi để tiếp cận chị dâu tôi đó hả? Nhưng mà tôi không thể nào đồng ý suy nghĩ của em như vậy. Thằng Khải nó không có thương em, lại còn tỏ ra công khai với vợ bé nữa chứ. Đời người được bao một thằng đàn ông khốn nạn vô nhân tính như vậy, làm sao mà sống chung cho được? Cái gì cũng sai chị Trinh hết, chỉ là vợ anh chứ không phải đầy tớ của anh hai đâu. Xưa nay nhiệm vụ của vợ là phải chăm sóc hầu hạ cho chồng. Sau này mày cũng phải chăm sóc lo lắng cho chồng của mày như vậy thôi. Tôi cấm cô từ bây giờ trở đi, không được gần gũi với cô Thiên Trang. Tôi muốn em gái tôi không giống như cô à? Tôi nói cô có nghe không? Hả? Là người không thể càng tạo thấu máng giúp ơn bộ nghĩa như vậy được. Càng tạo thấu máng giúp ơn bộ nghĩa là những từ nghĩ miền này khi mà trở nên mù quáng, trở thành con rối của người ta thôi. Rồi hãy nói về cuộc tình và hãy nói về một người, người con gái đang chìm trong nỗi nhớ bóng người xa rồi vẫn còn đây ngồi khóc làm gì để ướt làn mi, mà có được chi tình đến rồi đi chẳng có mấy khi ngang đời. Cái thời này người ta gọi là cái thời Sửu Nhi đây, rồi khói ca làng sao khói ca là trai đẹp đó, Sửu Nhi là gái xấu. Dạ phải không anh Linh? Anh không biết nữa, mà nó hay gọi anh là sói ca lắm. Có những mối buồn, có những nỗi buồn, có những tháng ngày yêu nhau mê say. Theo anh thì anh thích khẳng định hơn. Đàn ông là phải khẳng định, dù anh có sai thì anh vẫn đã chứng tỏ được anh là đàn ông rồi. Em ruột mà còn nhận không ra thì bình thường thì đâu nhận ra. Hãy đón xem tập 15 ca sĩ giấu mặt với sự tham gia của ca sĩ Thanh Thảo vào lúc 21 giờ Chủ nhật ngày 17 tháng 1 2016 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại lúc 11 giờ 40 phút thứ hai ngày 18 tháng 1 2016 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.